đó. Cái gì nữa hả? Tại sao bài kiểm tra điểm thấp vậy không đưa cho mẹ coi? Con lại thi là thi tiếng Anh là con nước chót lớp hoài vậy hả? Dạ, mẹ này kỳ quá không? Mẹ cũng là giáo viên mà. Sao mẹ lại tự ý xem bài kiểm tra của con? Con dám nói mẹ tự ý nữa hả? Dạ. Mẹ cảnh cáo nha, mẹ đang đợi điểm thi cuối kỳ của con đó. Môn tiếng Anh mà thấp điểm đứng chót một lần nữa, biết thì mẹ nghe chưa? Mẹ nói hoài à. Mẹ nói rồi đó, mẹ chờ điểm thi cuối kỳ đó. À, Quyên ơi, có trứng xúc xích nè, để tôi làm cho nha. Ngon, em ăn xong không rồi. Ủa, xong rồi hả? Ừ, mày dọn cho em đi. Chị ơi, lát ăn cơm xong mình học nha. À, Quyên ạ. Sao rồi chị? Từ nay cậu không cần dạy cho tôi nữa đâu nha. Ủa, có chuyện gì hả chị? Thì tại cậu cũng cần thời gian để học mà. Tôi cứ phiền cậu hoài vậy cũng kỳ. Từ nay tôi sẽ ráng tự học. Cậu sắp thi cuối kỳ rồi, cậu cố gắng lên nha. Nha. Ờ. Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi nha. Cảm ơn cậu rất là nhiều. Dạ. Cô tới rồi nè. Học thôi. Cái thằng này, cô giáo tới mà ngồi nguyên cục vậy hả? Muốn ăn đòn không? Muốn ăn đòn không? Cô My, bài kiểm tra cuối kỳ này nhất định tôi phải được điểm cao. Tôi sẽ cố gắng. Cô giúp tôi nha. Hôm nay mình học tới đây thôi nha. Ủa sao vậy? Còn mấy ngày nữa thi rồi mà còn quá trời bài luôn nè. Nè nè, mình tôi học sao nổi. Ông trời ơi, ông ngước xuống đây mà coi. Sao bữa nay Trạng Nguyên xin đột xuất nè ông trời ơi. Tôi đang nghiêm túc đó. Em đang nghiêm túc lắm hả? Ừ. Được rồi, nếu mà như em thật sự nghiêm túc siêng năng như vậy thì lần này chúng ta phải cùng nhau cố gắng mới được. Tiết sau cô sẽ dạy cho em những cái bài còn lại. Nhưng mà quan trọng nhất là ở em phải học thuộc từ vựng đó, biết chưa? Tôi hứa tôi sẽ cố gắng. Nguyên. Dạ. Cùng nhau cố gắng lên. Tiết sau đó cô sẽ soạn giáo án thiệt thiệt là tốt, thiệt thiệt là hay dành cho em. Cảm ơn cô. Cố lên, cố lên, cố lên. Dạ cô ơi. Ừ? Nguyên nói là không muốn ăn hả cô? Sao mà không muốn ăn? Dạ con thấy Nguyên còn đang học bài. Cái gì? Nó nói là nó đang học bài. Dạ. Cô có nghe lộn không vậy? Dạ hay là để con đem bánh sandwich lên cho cậu Nguyên nha cô. Nè, khoan khoan đã. Dạ. Con lấy bánh ra đây đưa cho cô. Cô đem lên lầu cho nó. Cô là không có tin cái thằng này một bữa nay nó siêng năng như vậy đâu. Cái điều này là trốn lên lầu đọc truyện chứ gì đó. Mở xuống. Lấy tập vở ra nè. Câu này làm sao? Thật ra thì đến nước này rồi á, chỉ còn cách học thuộc lòng hết tất cả thôi à. Trời đất ơi, em bị dậy mất mũi hả? Hả? Trời ơi, đừng, khăn giấy đâu. Chết rồi, học cái gì mà dữ vậy nè Nguyên ơi. À, đây. Ê, khoan. Khoan. Gì vậy? Để xíu nè, cô đếm 1, 2, 3 lần ngước cái mặt xuống nhìn vô camera nha. Ôi sao vậy?
chụp tấm hình kỷ niệm. Lâu lâu á em mới xuyên học vậy mà, một năm á chảy máu mũi được mấy lần đâu, đúng không? Có bị gì không trời? Trời ơi, ngước mặt xuống, ngước mặt xuống. Ngước xuống. Cười. Máu chảy gì thôi. Chảy nhìn thấy cười cười. Lâu lâu em mới xuyên học vậy mà, đúng không trời? Dễ thương. Đi, đi. Nhét vô, nhét vô, nhét vô. Nhét vô. Dễ thương quá anh này. Tỉnh ngủ luôn. Cô như biến thái vậy. Thiệt bộ. Ngọc tiếp đi. Nè. Chạy đi. Chạy đi. Mệt quá à. Đi ra ngoài một chút đi. Giờ luôn á hả? Ờ. Chị ơi. Ủa, quán. Cậu đi đâu vậy? Chị đang đi đâu vậy? Tôi đi siêu thị mua ít đồ nè. Em có điểm thi rồi nè. Có cao không? Không cao là mấy đâu. Nhưng mà nếu mà nó được, chị tiếp tục học với em nha. Vậy là chấp điểm cao lắm không phải không? Không cao gì. Ta-da! Wow, 9.5 luôn nè. Giỏi quá à. Em mà. Chúc mừng nha. Chị Vy, hôm nay thằng Nguyên được 9.5 luôn á. Thiệt luôn á hả? Dạ, cả lớp ai cũng hú hồn luôn á. Đã quá vậy. Ủa, chị My. Hello, Tâm Ý. Ủa, Nguyên có nhà không em? Dạ có. À, mà chị biết gì chưa? Nguyên thi được 9.5 luôn á. À, vậy hả? Dạ. Ủa, tới rồi hả? Ờ, nè, chúc mừng em nha, thi được 9.5 luôn. Cảm ơn cô nha, cảm ơn cô lớn lắm á. Chị, có gì ăn không? À, cậu đói bụng hả? Ừ. Cô dặn á là cậu muốn ăn cái gì cũng phải chiều cậu hết. Vậy cậu muốn ăn gì? Chiều hết luôn. Vậy chị nấu cái gì mà dễ dễ nấu á? Dễ dễ hả? Vậy ăn bị gói xúc xích được không? Cũng được luôn. Ok. Ok. Đây có đồ đáng ghét. Bộ mày thích ăn mấy món tầm thường đó lắm hả? Ừ. Ngon á. Ngon 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 cái gì? Để tao gọi pizza về có cái nào ngon hơn là biết liền ha. Ê, nè nè nè. Nè cái này ngon mắt nè. Không ăn à, không ăn ngon hả? Sao? Ngon không? Ngon 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 đi. Đưa tao cái à. Nè. Tại tao thấy mẹ ăn một mình buồn nên tao mới ăn chung cho vui thôi đó nha. Ờ, ở trong chảo còn đó. Hết thì mấy đứa lấy thêm nha. Dạ. Mày đi đâu vậy? Vậy là ngon rồi nè. Ra liền, ra liền. Ủa, cậu mới về hả? Ừ. À, tôi mới làm bánh chuối chiên á, hai cậu ăn không? Em ăn, nhưng mà đợi em tắm cái đã. À. Đi tắm đi bạn. Thôi, lát về nhà tắm luôn. Thôi tắm đi, mặc đồ của tôi kìa. Thôi, được rồi mà. Mới đi đặt ngại nữa. Ui da, đau. Ủa, quần lót ở đâu rồi? Hả? Quần lót mới để đây nè. Hồi nãy chị gì lên lấy đi giặt rồi. Không những chỉ cái đó mà còn mấy cái quần lót dơ khác nữa. Gì? Chị gì? Chị gì, chị Tâm Ý á. Tâm Ý hả? Ừ. Chết tôi rồi. Sao vậy?
sao chị giặt đồ bằng tay vậy? Bộ máy giặt hư hả? Đâu có đâu. Tại vì đồ lót thì phải giặt bằng tay mới sạch chứ. Nhưng mà... Hả? Nhưng cái gì? Gì? Ủa? Bộ con muốn bệnh hả? Sao mặt mày xanh lè xanh lét vậy? Dạ đâu có đâu. Em bình thường mà. Chị ơi. Nãy em thấy con Lâm Chi với con Tâm Anh uống lộn chổng á. Hả? Đúng rồi, uống lộn chổng á. Nắm tóc lum hết á. Thiệt vậy hả? Đúng rồi. Phải hai đứa đánh nhau hả? Dạ. Đâu có đâu. Đánh gì vậy trời? Không có gì. Sao rắc rối dữ vậy không biết nữa. Ủa? Kỳ vậy ta? Ủa chị? Tôi pha nước chanh xong rồi nè, cậu uống đi. Cảm ơn chị. Mà Nguyên, bộ hôm nay cậu mặc lại đồ lót cũ hả? Đâu có đâu. Kỳ vậy ta? Hồi nãy tôi có lên lấy mấy cái quần lót đi giặt mà không biết sao tự nhiên nó mất tiêu rồi. Em không biết mấy cái đó. Lạ thiệt ha. Thôi cậu học bài đi nha. Tâm Mỹ ơi. Dạ. Múc cho ông thêm chén canh đi. Bữa nay con nấu canh ở vườn miệng dễ sợ luôn á. Dạ con cảm ơn ông. Tâm Mỹ. Dạ. Lát nữa con nhớ sấy đồ luôn nha. Dạ. Chiều con giặt đồ xong con sấy luôn nha cô. Ừ. Tâm Mỹ. Dạ. Lấy giùm chú con chén canh nữa nha. Dạ hết canh rồi chú ơi. Hôm nay ăn hết là sao? Anh hỏi kỳ vậy. Thì ăn nhiều thì hết chứ sao. Ăn nhiều phải hết thôi. Thôi con đi học đây. Cậu Nguyên ơi. Dạ. Hôm nay cậu thay đồ lót chưa? Sao chị hỏi cái vấn đề này hoài vậy? Tại mấy nay tôi không thấy cái quần lót nào của cậu hết á. Mà cậu mặc xong cậu bỏ vô máy giặt luôn rồi hả? Đúng rồi. Em bỏ vô máy giặt rồi đó. Em đi học nha. Cậu đang học hả? Nói chuyện chút nha. Em đang ra chơi, có gì không chị? Tôi xin lỗi nha, mà cậu có chắc là sáng nay cậu thay đồ lót rồi không? Dạ. Nhưng mà tôi tìm hoài không thấy đâu hết. Bữa trước lấy đi giặt mà không biết sao cũng biến mất luôn. Chắc là ở đâu đó thôi, chứ mất sao được. Chị đừng để ý tới nó nữa. Tự nhiên đồ lót của cậu biến mất.
sao mà không để ý cho được. Giờ em phải vào lớp rồi, có gì nói sau nha. Vậy để tôi tìm kỹ lại. Mà cậu đừng lo quá, quần lót thì ai mà thèm ăn cắp chứ. Dạ, em cảm ơn chị. Anh Minh ơi. Ừ? Trễ rồi đó, về chưa? Thôi, chơi thêm xíu nữa đi. Không mấy mình về đi. Thôi, chơi thêm miếng nữa đi. Hình như tôi thấy bạn không muốn về nhà lắm thì phải. Có gì đâu. Đừng có giấu tôi. Có chuyện gì vậy? Không có gì hết á. Tôi nói cho bạn biết, tôi với bạn là bạn thân với nhau á. Có chuyện gì không giấu được tôi đâu. Đừng có giả vờ nữa. Nói đi, có chuyện gì? Nói đi mà. Bây giờ tôi hỏi bạn nha. Giả sử mà cô giáo dạy thêm của tôi á là chị Diễm My hả? Ừ. Rồi ba giặt đồ lót của cậu á, thì cậu thấy sao? Giặt đồ lót? Ờ. Trời ơi, xấu hổ chết luôn á. Đó. Ủa, mới tưởng tượng tôi nổi hết trời gà luôn á. Bởi vậy. Nè, bạn đừng có nói là chị Diễm My giặt đồ lót cho bạn nha. Đâu có đâu. Bạn vừa phải thôi chứ. Gì vậy? Bạn làm gì kỳ cục quá vậy? Bạn nghĩ sao mà để chị Diễm My giặt đồ lót cho bạn vậy hả? Nói nhiều hơn hả? Bạn bị khùng hả? Bạn quá đáng vừa rồi chứ. Mấy cái này nó nhỏ nhỏ thôi. Mình nghĩ chơi bạn luôn. Mình có làm cái gì đâu. Gì á? Nè, quán. Nghĩ sao mà để chị Diễm My giặt đồ lót cho mình chứ? Có làm gì đâu đi. Nè quán. Dạ tính tiền nha em. Em ôm mẹ. Đi đâu giờ này mới về đó? Dạ con đi qua nhà bạn con chơi. Đi qua nhà bạn thì cũng phải biết đường về chứ. Dạ. Nè, mẹ đang chờ điểm thi học kỳ của con đó. Điệu hồn. Ủa, cậu mới về hả? Ờ. À, chuyện đó tôi biết rồi. Ờ, chuyện gì? Thì chuyện mấy cái quần lót của cậu đó. Tôi nghĩ là mấy cái quần lót không biết bay, cho nên nó không thể nào tự biến mất được, đúng không? Ờ, đúng rồi. Cho nên tôi đã suy nghĩ rất là kỹ. Những cái quần lót đó chắc chắn là do bé Lam Chi đã giấu. Hả? Mà cậu có chọc tức gì bé Lam Chi không? Hồi trước á, nó cũng giấu mấy đôi vớ của chú Sĩ. Tôi tìm muốn khùng luôn á. Em đâu biết gì đâu. Mà cậu yên tâm nha, tôi chắc chắn sẽ tìm được những cái quần lót đó về cho cậu. Đừng có lo nha. Trời ơi, chắc tôi độn thổ quá. Sao giặt quà không gây ta? Ê! Có ở đâu hết hộp? Ôi, anh đi ra ngoài cho anh đi toilet đi. Đi toilet, đi xuống dưới mà đi. Ta đang bận mà. Anh giặt đồ anh mới đi xuống dưới mới đúng á. Đi xuống dưới đi, mệt quá. Có chuyện gì hả? Ủa? Ôi, chị đi ra ngoài cho anh đi toilet đi. Từ từ nhỏ đi. Nhanh lên. Nhanh. Im coi. Ui. Dạ.
Ủa, nó đây nè. Cậu Nguyên ơi. Dạ. Tôi tìm được mấy cái quần lót của cậu rồi nè. Đang chi giấu với gầm giường á, tôi tìm được hết luôn rồi nè. Yên tâm nha, đừng có lo nữa nha. Gia đình là số 1, oh oh, gia đình là số 1, oh oh.